Số lượng nạn nhân buôn người được giải cứu khỏi 7 tòa nhà ở thành phố Las Pinas thuộc vùng đô thị Manila. Đây là cuộc đột kích lớn nhất từ đầu năm đến nay, làm dấy lên lo ngại Philippines đã trở thành cơ sở hoạt động chính của các tổ chức tội phạm mạng. Tình trạng lừa đảo qua Internet đã trở thành một vấn đề lớn ở châu Á, với các báo cáo về những người trong và ngoài khu vực bị dụ dỗ làm việc ở các quốc gia khác với mức lương cao. Tuy nhiên, nhiều người trong số này bị lạm dụng, ngược đãi và ép buộc phải tham gia dụ dỗ người chơi vào các trò lừa đảo qua mạng Internet, các trò chơi trực tuyến.